This is Muddy Hole, they call it. This is a bird sanctuary. Muddy Hole? People come from all over the world here. That is so birds that you can't find anywhere else. Yeah. Really? Special kind of bird? Oh, đẹp quá. Wow, nice. Nice chứ. Nó canh trong biển. Yeah, too many blueberry here. Trời ơi, quá trời luôn. Dạ. Quay nguyên vườn nè. Trời ơi, đây đám nè. Oh, too many. Yeah. Wow. You don't scare, we don't have food. Really sweet. Nè, nguyên nhánh luôn nè. Wow. Yeah. Mm-hmm. Hey, I told you. Trời ơi, ngọt lắm. Oh, over here too many, Lin. Lee. So sweet, right? Organic, man. Smell really good though, Lin. Very different with any kind you eat. Give me in the store. Try. Wow. Who come to Newfoundland, my husband's house, and can eat the blueberry for free. Yeah. Buffet. Strawberry and blueberry and raspberry. All kind of berry for free. Fish too. And organic. Organic, yeah. See? Everybody can see. Yeah, they all turn natural. It's really sweet. And see? And look at them. Mm-hmm. All the big. Wow. But that it in middle of ocean. Cái này là nằm một cái cồn ngay chính giữa biển, nước mà lên á là không thể nào đi ra được, nhưng mà khi nước nó xuống nó có một cái đường. Mời cả nhà mình ăn bánh canh cá. Bánh canh bột mì tự làm, cá thì tự câu và em cũng tự nấu. Mình việc đó quá. Rồi đói bụng quá rồi. Bụng quá ăn đi. Review một cái coi. Chết. Ôi trời ơi, cá nó ngọt. Nứt ngay luôn phải không? Nứt ngay luôn. Cá này nó ngọt quá. Ủa nó ngọt sốt luôn. Nước ngọt dễ sợ.
con cá cái tai nó dần dần đúng không? Bởi vậy con cá này mà nói cắt cái đầu bỏ thì quá ổn. Cái đầu nó cũng nạt lắm ngon. Chỗ sao ngon quá. Nhiều quá không ba? Mày no bụng đó không mắt. Là đổ hết nguyên đóng bột mì đó vô. Có cá nè, có điều kiện ăn cá nè. Ăn thì riêu một cái ngon miệng cả nhà mình thấy đây. Ôi. Ngon miệng. Ngon quá. Bé quên nước mắm hả? Vừa ăn luôn á.